Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica nha. Hiện tại thì bên trung tâm cây giống cũng đang đến để giao hàng cũng như là chia sẻ kỹ thuật cho chị luôn nha. Chị đầu tư là 200 cây vú sữa Mica cộng thêm là 100 cây mít ruột đỏ sơ vàng trồng xen canh nha bà con. Vú sữa Mica thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép chui. Gốc ở dưới đây là gốc vú sữa thực sinh nè, sẽ chui vào cái nhánh vú sữa Mica. Cái cây bên trung tâm cây giống nhân giống là cái cây bố mẹ, cái cây đang cho trái sẵn nha bà con. Nên quý bà con chúng ta nhìn cái cây nhân giống trên những cái cành nhỏ thôi nha. Nhưng mà bạn này nó đang hoa nè, quý bà con chúng ta thấy không ạ? Đang hoa, nuôi trong cái chậu cũng khá là bé, đang hoa nuôi dưỡng lại nè. Đây là cái rễ của cây vú sữa Mica đấy ha. Những cái cây mà nó búng rễ như vậy, nó đang đi cơi đi đọt đi tược giống như vậy thì quý bà con chúng ta về trồng cây phát triển rất là khỏe. Nó không có hao nữa nha. Còn cái chiều cao của cái lô cây này giao cho chị thì nó cao tầm khoảng là từ 50cm đến 60cm. Cây rất là đẹp nha bà con. Gốc cũng khá là to nè. Gốc nó tầm khoảng ngón út, nhỏ hơn ngón út một tí xíu. Vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Trái thì ăn rất là ngon nha bà con. Bạn nó ăn rất là dẻo, rất là chắc thịt luôn. Những cái ưu điểm mà vú sữa Mica này mang lại nó rất là nhiều nha bà con. Thứ nhất là một năm sẽ được 2 vụ và sẽ cho trái. Thứ nhất là một năm nó sẽ ra 2 vụ nha bà con. Trọng lượng của trái thì nó cũng rất là to nữa. Từ 300g đến 500g á, Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều về mô hình trồng cây vú sữa Mica. Đây là cái lá của cây vú sữa Mica nè. Cái lá nè, nó sẽ giống như là hai nhấp lá này nó sẽ vểnh lên nha bà con, giống như là nó hơi khép lại tí xíu. Và cái hình thức lá trong đây nó hơi gân, giống như là nó hơi cộm lên, nó hơi dùng lên rất là nhiều nè ha. Quý bà con chúng ta thấy rõ không ạ? Đó. Cái màu lá ở dưới đây thì nó cũng hơi vàng, cũng nhiều nhiều tí xíu. Còn cái khoảng cách trồng cây vú sữa Mica từ cái cây này cách cái cây bên kia là 6 mét một cây nha bà con. Trước khi chúng ta trồng thì chúng ta phải cải tạo đất lại. Rồi lên cái mô, lên mô nhỏ nhỏ thôi. Những cái lỗ nó hở ra thì nó sẽ lú cái rễ, chị thấy rễ không? Đó. Đây là chị chủ nha. Đó, cây rất là khỏe rồi, được nuôi dưỡng lại hết rồi. Cây như vậy trồng là không còn hao nữa. Dạ mình trồng mình nhúng phân không? Nhúng thuốc. Dạ có chị. Hồi nãy mấy ảnh có đem phân với humic rồi cho chị luôn đúng không? Dạ. Chị có đặt không? Có cái này thì tháng đầu tiên chị xài thì chị tưới ra cái mình trồng mình phải có cái cây mình chịu mình cắm vô đó để em chỉ hướng dẫn chị nè. Giống như trước khi mình trồng á thì mình trồng xuống luôn rồi mình tưới cái nấm bệnh xong rồi mình tưới humic cái rễ. Tháng đầu tiên mình nuôi cho bộ rễ nó khỏe đi. Tưới humic một tuần 4 lần. Một tháng như vậy là 4 lần, tưới cách 7 ngày là mình tưới lại 1 lần. Dạ. Rồi đồng thời ở trên thì mình phun thêm cái vọt đọt á để cho nó ra cái đọt mới á. Cho ra những nhánh mới đọt mới này nè. Cái đoạn này là mua ở đâu cái phun á? Bên em cũng có cung cấp luôn. Tại nãy em cũng có đem đi vườn còn dư cả, nếu như chị lấy chút xíu em để lại. Dạ dạ. Những cái vọt đọt, những cái thuốc mà quang hợp qua lá á nó rất là nhanh hơn là chị tưới gốc. Nó sẽ nhanh hơn 5-6 lần luôn á. Nếu như mà chị tưới gốc á nó lâu bung đọt hơn. Còn chị mà phun vọt đọt trực tiếp qua lá luôn, nó trợ lực qua lá luôn, nó nhanh bung đọt lắm. Cây rất là đẹp. Cây nó đang hoa luôn. Cây khỏe hết rồi. Đây là xưởng này của chị luôn hả? Nhà của chị. Dạ. Nợ la nó gì vậy chú đó rồi. Đây là xưởng mai ha. Nhà chị cũng có xưởng mai. Nó có cái diện tích làm vườn. Dạ. Làm vườn này là chứ ở đây người ta trồng còn là trồng cây hành, cây hẹ chứ cây cải không à. Nói chung ở đây trồng rau màu không đúng không? Đúng rồi. Dạ. Có mình chị trồng thử. Trồng cái này. Cái này là chị ngon luôn á. Cái rồi, ông cậu đó đó, cậu ruột. Dạ. Ông ở trên đó thì người ta phá lên ông ta trồng. Cái chị hỏi ông cậu trồng gì, ông nói giờ trồng vú sữa. Chị ké vô trồng ăn chơi. Cái ông nói về trồng cây mà trồng trăm cây mà ăn chơi vậy. Trồng trăm cây có nước bát luôn. Khi nó chín tới đâu là nó không có mủ tới đó luôn nha bà con. Cái trái nó tím tới đâu là nó không có mủ tới đó luôn á. Chúng ta gọt ra giống như là lọt cái lớp trái táo vậy đó. Trái táo, trái bơm, trái xoài vậy đó. Rồi chúng ta sắc miếng nha, tùy theo quý bà con chúng ta sắc to, sắc nhỏ chúng ta bỏ vô tủ lạnh thì nó sẽ tăng vị giác, nó sẽ ngon hơn ha bà con. Những cái ưu điểm mà bạn vú sữa Mica này là nó sẽ vượt bậc hơn là những loại vú sữa khác có trên thị trường. Rất là nhiều ưu điểm nha bà con. Nhanh trái, một năm hai vụ, rất là dễ trồng. Sự phát triển sinh trưởng của bạn này cũng khá là tốt ha. Cây giống như là cây lùng tán xòe cũng rất là dễ chăm sóc nha bà con. Cực có một cái thì khi bạn này nó lớn thì chúng ta nên kiểm tra cái thân cây, nó hay bị sâu đục thân là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai khi bạn này ra trái thì chúng ta phải bao. Hai cái nhược điểm của bạn này thì quý bà con chúng ta cần lưu ý trước khi mà chúng ta đầu tư về cái cây vú sữa Mica ha. Mấy cây mai này của ổng nuôi nè, ảnh mới trồng, ảnh mới che cái bạc
Chị đặt là 300, hôm qua chị đặt là 320 cây với 150 cái mít ruột đỏ sơ vàng, nhưng mà chị chia ra thành hai chỗ. Nãy có giao chỗ rồi, giờ thêm chỗ này nữa. Tí xíu tụi em có qua bên Cần Giuộc, Long An, tại nay đi tour như thế này nè. Đi chăm sóc vườn rồi sẵn ghé chị luôn. Vườn chị đất chị dưới đây. Ở dưới đường đây là có đường. Ôi chị có cây ổi quá trời đẹp luôn, gốc khá là to luôn. Hoành đó, hoành đó là lớn như lắm luôn đó. Cây ổi 10 tỷ. Có camera nè. Này là camera ngọt á. Anh Nam anh quay cái gốc ổi cho quý bà con chúng ta xem, cái gốc ổi quá trời to luôn. Này là muốn gọi là gốc cổ thụ rồi đó. Hoành khoảng nhiêu? Đó rồi khoảng nhiêu? Hàng hiếm 115 á. 115 á thì cũng ghép rồi. Hoành 115. Anh đo rồi ha. Đo rồi. Dạ. Hồi lúc trước á ở đây nè, hồi lúc trước ở đây nè, me này nhiều lắm nè, chị chặt chị làm xưởng mai á. Còn cây để lại anh. Me này là me chua. Phải không? Me chua. Sao bà đó nói me ngọt à? Me này me chua với me ngọt. Mà chị chưa thấy trái lần nào á, tại vì cứ hoài ra đầy vậy. Chị để ý nha, me mà me ngọt á. Cái khi mà cái me này nè nó đi đọt á, nó sẽ ra cái lá đỏ đỏ, chứ không phải nó ra xanh. Cái này xanh lẹ là me chua. Đúng rồi. Me ngọt đó, đọt đỏ. Chưa có nó đi đọt thì nó sẽ màu đỏ. Hồi hồi hôm qua anh lên thấy chị cầm cái cây me, em tính đưa cái cây me nó me ngọt là cái đọt nào đỏ nó sẽ. Ủa vậy cây me của chị ngọt đỏ đâu? Em không biết tại vì nó chưa đi cơi non. Khi nó đi cái cơi non này nó vừa lú cơi ra là nó sẽ đỏ. Tuần sau tầm 2-3 tuần. Em nó dặn đồng á là một tuần á là anh tưới phân phun mít. Tưới kích rễ anh. Lấy cái chai giọt đọt ở ngoài xe ngoài sau á. Xe sau lấy cái chai bung đọt giùm anh. Đưa cho chị luôn, chị lấy luôn. Đất ở đây nó vậy nè, nó không có ngập. Hồi đó giờ mình chưa biết kỹ thuật á, cho nên mình đâu có biết đó đâu. Dạ. Dạ dạ dạ. Em đem theo. Dạ dạ. Có gì cái em hướng dẫn chị làm, có thuốc em đưa chị luôn. Dạ. Có nghĩa là hướng dẫn tại đó rồi xong rồi chị phun xịt này kia rồi. Đúng rồi. Tại vì chị đó giờ chưa có làm vườn á, cho nên nhiều khi chị chưa có biết thuốc gì để dặn cho em đem theo. Dạ rồi. Đi cũng có phân hữu cơ đấy nha bà con. Ngày hôm nay bên trung tâm cây giống cũng có đi giao phân hữu cơ quả cầu lửa 007. Một cái bao phân quả cầu lửa 007 như vậy là 40kg. Chúng ta xài bón lót cho cây là được 80 cây. Này bây giờ thì xuống mít ruột đỏ sơ vàng nè. Mít ruột đỏ sơ vàng trồng sen canh với vú sữa mica nha. Để đâu chị? Trong một cái bao phân như vậy nó chứa thành phần là đạm, lân, kali và có humic. Có những cái vi sinh vật trong đất nha bà con. Xài cái này nó rất là tơi xốp, xốp đất á. Rất là tốt. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì hoặc là thắc mắc vấn đề gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ và giải đáp cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha. Hiện tại bây giờ cũng đang mưa rất là to nha bà con.